Với cú vô lê thần sầu ở phút thứ 9 mở tỷ số cho MU trong trận MU với Everton tối hôm nay, Valencia đã trở thành cầu thủ thứ 7 ghi bàn cho MU ở Premier League mùa này. Quỷ đỏ Manchester trở thành đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất kể từ đầu mùa. Rooney trong ngày trở về xuất hiện trên sân với tư cách là cầu thủ Everton vẫn thể hiện được vai trò như thường lệ của mình, năng nổ, chuyền bóng tốt. Tuy nhiên ở khâu dứt điểm cho đến bây giờ có thể đó là gánh nặng của tuổi tác, Rooney cũng đã bỏ lỡ một cơ hội có thể thành bàn ở trong trận này. Ở bên kia chiến tuyến, ở phút thứ 54, Lukaku cũng có một cơ hội thành bàn, tuy nhiên cũng bỏ lỡ. Sau khi khống chế bóng bằng ngực không tốt, tiền đạo Lukaku lại thêm một lần nữa bỏ lỡ cơ hội thực hiện cú dứt điểm về phía khung thành của Everton. Tiền đạo trẻ Marcus Rashford trong trận này thi đấu không tốt và phút 61 anh được thay thế bằng Lingard, và cũng là sự thay đổi người đầu tiên của huấn luyện viên Jose Mourinho. MU mùa giải này luôn thể hiện được bản lĩnh của mình vào những phút cuối. Hầu như những bàn thắng thường đến vào những cái phút cuối cùng của trận đấu. Phút 84, Mkhitaryan dứt điểm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong một tư thế không bị kèm. Người chuyền thành bàn đó chính là Lukaku. Phút 89, sau khi thực hiện cú đá phạt không thành công, tiền đạo Lukaku xâm nhập vào khu vực cấm địa và dứt điểm cận thành ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho MU. Phút 90+1, MU được hưởng quả penalty sau khi Schneiderlin để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11m, Martial bình tĩnh đánh bại Pickford nâng tỷ số lên 4-0 và cũng đánh dấu 5 phút thành công sau khi được thay vào từ băng ghế dự bị của Martial. MU thắng thuyết phục 4-0 trước Everton ở vòng 5 Premier League diễn ra trên sân Old Trafford. Tiền đạo Lukaku tiếp tục kiến tạo và ghi bàn cho quỷ đỏ Manchester. MU chia sẻ ngôi đầu bảng với đội bóng cùng thành phố là Manchester City. Hai câu lạc bộ cùng có 13 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại cộng 14 sau 5 vòng đầu tiên của Premier League mùa này, cùng ghi được 16 bàn, cùng thủng lưới 2 bàn.